Sự việc cô gái quỳ trong quán nhấn nướng hiện thiền bị chủ quán đe dọa và chửi bới khiến dân mạng vô cùng quan tâm và phẫn nộ. Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an thành phố Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc điều tra và làm rõ và đã tiến hành triệu tập vợ chồng của chủ quán đến làm việc. Triệu tập chủ quán bắt nữ khách hàng quỳ gối. Trong đêm qua 19 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1973, chủ quán nhắn nướng Hiền Thiện, để điều tra làm rõ về hành vi làm nhục người khác. Theo vị lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, sau khi bị công an triệu tập lên làm việc, Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình liên quan đến việc cô gái quỳ trong quán của mình vào ngày 18 tháng 8. Theo đó, vợ chồng Hiền Thiện khai nhận ngày 17 tháng 8 họ không ở quán, nhưng cô gái tên Dương Hiền, sinh năm 1993 có đến ăn và phản ánh với nhân viên trong đồ ăn có sán. Lúc này, giữa nhà hàng và chị Hiền có nói chuyện với nhau và nữ khách hàng có lời lẽ không hay với nhân viên là: "Chúng mày làm ăn thế này không được, cứ nói một câu xin lỗi là được à?" Sau đó khách đi về. Sau khi chị Hiền về nhà, tối 17 tháng 8 có lên mạng xã hội nói rằng quán nhắn nướng Hiền Thiện có sán. Thiện biết chuyện, cho rằng chị Hiền làm ảnh hưởng đến uy tín của quán, sợ sẽ mất khách. Thông qua Facebook của nạn nhân, Thiện tìm hiểu biết được chị Hiền bán hải sản ở xã Phương Liễu, Quế Võ. Thiện nhờ bạn bè liên hệ với Hiền tỏ ý muốn gặp chị để hỏi tại sao lại đăng tin làm mất miếng ăn, mất uy tín của nhà hàng mình. Bạn chị Hiền cho biết, nạn nhân sợ một mình tới gặp Thiện sẽ bị đánh nên rủ bạn bè đi cùng. Trong đó có Vân, Thắng và một người tên Thái. Bác sĩ đang trực cấp cứu nên công an chưa gặp lấy lời khai. Khi tới nơi còn thêm một cô gái khác là bạn chị Hiền, cũng là người xuất hiện trong clip khi chị Hiền quỳ gối xin lỗi Thiện. Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông được cho là chủ quán ngồi ghế, liên tục dùng những từ thô tục chửi bới dọa dẫm cô gái. "Trừ khi về quê chứ mày sống ở đâu trong mảnh đất Bắc Ninh thì xuống đất bố cũng móc mày lên. Thằng nào xúi mày làm hại tao chứ sao lại làm hại tao? Tao có làm gì hại mày đâu mà đi hất bát cơm của tao. Tao mở quán ăn này 10 năm rồi chưa có ai dám nói gì. 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai? Ở trên trời cũng móc lên bằng được." Lời người đàn ông nói trong clip. Đứng bên cạnh còn có nhiều người khác được cho là nhân viên của quán. Một số người cũng buông lời chửi bới. Cô gái vừa quỳ vừa khóc van xin mong được tha thứ. Tại quán, Thiện chửi mắng, văng tục, dọa dẫm, yêu cầu chị Hiền phải quỳ xin lỗi và phải viết đính chính nội dung đã đưa lên trên Facebook, đồng thời ra chụp ảnh quán, đăng lên với nội dung: "Tôi phản ánh quán trên mạng xã hội là sai, thực tế quán này làm ăn chất lượng." Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Vào 6 giờ sáng nay ngày 20 tháng 8, theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, vừa mới ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội, nâng tổng số bệnh nhân nước ta lên 994 trường hợp. Thêm một bệnh nhân tại Hà Nội mắc COVID-19. Bệnh nhân mới nhiễm SARS-CoV-2, nam 87 tuổi, có địa chỉ tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ngày 12 tháng 8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện E Hà Nội, sau đó về nhà người thân ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 13 tháng 8, ông nhập viện khoa gan mật Bệnh viện E. Kết quả chụp CT cho thấy có hiện tượng viêm phổi, bệnh nhân được chuyển đến khoa bệnh nhiệt đới. Ngày 19 tháng 8, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, ông được điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Vào 20 giờ hôm qua, ngày 19 tháng 8, Bệnh viện E Hà Nội đã tạm dừng công tác tiếp nhận khám chữa bệnh để đánh giá tình hình, triển khai công tác phòng chống dịch khi phát hiện có một ca mắc COVID-19 mới tại đây. Và qua công tác xác nhận thì đã phát hiện 50 y bác sĩ thuộc F1, Bệnh viện E phải chuẩn bị kịch bản xấu nhất. Bệnh viện E tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Bệnh viện E. Ngay sau khi ca bệnh dương tính COVID-19 được xác nhận, từ 20 giờ ngày 19 tháng 8, Bệnh viện E tạm dừng tiếp nhận, khám chữa bệnh, áp dụng nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cho bệnh nhân xuất viện cũng như nhân viên y tế đang ở bệnh viện không được về nhà để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bệnh viện tạm thời đóng cửa không tiếp nhận bệnh nhân, các khu vực liên quan được phun khử khuẩn theo quy định. Phó giáo sư Khuê cho biết, ngay khi có thông tin về ca bệnh, Cục đã yêu cầu Bệnh viện E rà soát khẩn trương toàn bộ khâu đón tiếp, điều trị cho bệnh nhân cũng như rà soát các đối tượng là người bệnh,
cán bộ y tế đã tiếp xúc với bệnh nhân và cộng đồng. Ngay sau đó, Cục đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, Trung tâm Y tế và Công an quận Cầu Giấy cùng làm việc với bệnh viện. Qua giả soát bước đầu, bệnh viện báo cáo có khoảng 50 nhân viên y tế là F1, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, hiện đã được cách ly khu riêng. Ngay trong đêm ngày 19 tháng 8, toàn bộ số này tiếp tục được xét nghiệm lần 2. Hiện nay, CDC đang tiếp tục điều tra, truy vết người tiếp xúc gần để tiến hành lấy mẫu, cách ly theo đúng quy định. Tuyên truyền cho người dân tại khu vực xung quanh nhà người thân của bệnh nhân ở và các khu vực liên quan để nắm bắt thông tin và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời không hoang mang. Thông tin nhà thơ Giang Hà Vũ, người mắc Covid-19 vừa mới qua đời là bệnh nhân 418. Và thông tin này không những gây xôn xao trong giới văn chương Đà Nẵng mà còn gây bàng hoàng cho bạn bè cầm bút trên cả nước. Và tối ngày 15 tháng 8 đến sáng ngày 16 tháng 8, những bạn bè yêu mến nhà thơ Giang Hà Vũ rất bàng hoàng và đau xót khi biết tin rằng bệnh nhân 418 vừa qua đời chính là ông với tên thật là Nguyễn Văn Nam. Nhà thơ Việt đầu tiên qua đời vì Covid-19. Trên trang cá nhân, nhà thơ Nguyễn Thụy Sơn chia sẻ: "Bạn là bệnh nhân số 418, bạn nuôi cha và bị nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Từ phụ ra đi ngày 28 tháng 7 năm 2020, bạn ra đi ngày 12 tháng 8 năm 2020 trước sự tận tình cứu chữa của y bác sĩ bệnh viện nhưng không qua khỏi." Được biết, đầu tháng 7 năm 2020, ông vào Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc cha mình đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Và nhà thơ Giang Hà Vĩ đã bị lây nhiễm Covid-19 trong quá trình tới lui nơi này. Ngày 26 tháng 7, nhà thơ Giang Hà Vĩ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona và được xác định là bệnh nhân 418 tại Việt Nam. Trước đó, ngày 28 tháng 7, thân phụ của nhà thơ Giang Hà Vĩ qua đời tại Bệnh viện Đà Nẵng. Nhà thơ Giang Hà Vĩ khóc tiễn biệt cha từ xa. Và nửa tháng sau, nhà thơ Giang Hà Vĩ cũng thúc thủ trước Covid-19. Nhà thơ Giang Hà Vĩ sinh sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ông là tác giả của hai truyện thơ Mỗi lần anh đào nở và Cho mượn kiếp người. Trong điều kiện áp dụng giãn cách xã hội, đồng nghiệp văn chương không thể lo chu đáo cho tang lễ của nhà thơ Giang Hà Vĩ. Vì vậy, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, tổng biên tập tạp chí Non Nước, đã làm bài thơ ngậm ngùi xót thương nhà thơ Việt đầu tiên qua đời vì Covid-19. Bên dưới bài viết của nhà thơ Nguyễn Thụy Sơn, nhiều bạn đọc không khỏi xót xa. Xin chia buồn gia đình nhà thơ Giang Hà Vĩ và thân hữu. Mong nhà thơ yên nghỉ, thành kính phân ưu. Bài thơ buồn và đau thắt Sơn ơi. Vĩnh biệt người bạn hiền lành, anh yên nghỉ nhé. Các bạn vừa xem video tin tổng hợp trên kênh VGT và nhớ đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.